Nếu được hỏi loại vật liệu nào được dùng nhiều nhất trong chế tác đồng hồ thì câu trả lời chắc chắn sẽ là thép. Vật liệu này xuất hiện ở gần như mọi thương hiệu từ cao cấp cho đến bình dân, từ Thụy Sĩ cho đến Nhật Bản. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết, có nhiều loại thép khác nhau được sử dụng để làm nên vỏ cũng như là dây đeo cho đồng hồ. Chúng là những loại nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay. Không có gì là quá khó khăn khi bạn tìm kiếm chiếc đồng hồ được làm từ chất liệu thép không gỉ 316L. Sở hữu một mức giá thành vừa phải, thép không gỉ đảm bảo cho một độ bền cần thiết, trọng lượng tương đối nhẹ và khả năng chống ăn mòn tốt cho đồng hồ. Thông thường thì các nhà sản xuất sử dụng thép không gỉ cho bộ phận vỏ và dây. Nếu có một thương hiệu có thể mở ra toàn bộ điều kỳ diệu của thép 316L mà không cần dùng đến thuật luyện kim điêu luyện hơn thì đó chính là Grand Seiko. Kỹ thuật đánh bóng Jarasu bậc thầy của thương hiệu này sử dụng máy móc để đạt đến độ đánh bóng đồng đều, mịn đến mức khó tin. Thép 904L là loại thép ngôi vương dành cho đồng hồ Rolex, luôn được tự hào với một chất lượng tuyệt vời. Mặc dù khó để xử lý hơn thép tiêu chuẩn, nhưng thép 904L lại có khả năng chống ăn mòn cũng như là chống từ tính hiệu quả hơn, đồng thời giữ được độ bóng tốt và dường như phát ra thêm một chút sự lấp lánh. Thương hiệu Rolex thậm chí đã đi xa hơn khi gọi thép 904L là kim loại quý trong các quảng cáo của hãng nhờ bề mặt được xử lý bóng bẩy cùng khả năng chống lại axit và khả năng chống gây ra dị ứng. Tuy nhiên, Rolex không phải là thương hiệu độc quyền với loại thép này. Ghirapergo với dòng Loreto cũng sử dụng chúng và sự tinh tế của mẫu đồng hồ này thực sự là ấn tượng. Đường vắt bóng tinh xảo hiện lên trên bề mặt chảy xước xung quanh được xem là kết quả của việc hàm lượng chromium cao hơn trong hợp kim mang tên thép 904L. Thêm một thông tin bên lề khác dành cho các bạn, đó là Omega mới là thương hiệu đầu tiên sử dụng loại vật liệu này trên chiếc Proof 600 Uranus Steel. Bộ vỏ khác biệt của Alpine Eagle của thương hiệu Sherpa được giới thiệu vào năm 2019 đã gây ấn tượng trong giới đồng hồ. Đây là nỗ lực được xem là rất đáng ngưỡng mộ của Sherpa để coi thép như một vật liệu thay thế vàng. Hợp kim thép Lusang A223 độc quyền được tuyên bố là cứng hơn thép thông thường đến 50%. Đáng chú ý là nó có màu sáng hơn và càng sáng hơn nữa khi được đánh bóng, mang lại chất lượng phản chiếu cao, dễ dàng bắt sáng trên các bề mặt. Chắc chắn rằng công việc sản xuất vỏ và dây đeo của Alpine Eagle rất công phu và đặc biệt. Vật liệu này còn mang tính bảo vệ môi trường khi đảm bảo chứng nhận REACH và có hàm lượng thép tái chế rất cao. Sin U50 là chiếc đồng hồ có vẻ ngoài tươi mới và bắt mắt. Một mẫu đồng hồ được làm từ một loại thép cứng nhất trên thế giới. Trên thang đo Vickers, thép 316L và 904L thông thường có độ bền bề mặt từ 150 đến 190, trong khi đó thép Submarine của mẫu này có độ cứng gấp đôi lên đến 350. Không hiện lên theo kiểu sáng bóng, thương hiệu Sin xử lý bề mặt thép một cách riêng, đó là cung cấp dạng hạt cát rất mịn và đều. Kiểu hoàn thiện này mang đến sự mạnh mẽ, rắn giỏi cho mẫu đồng hồ thể thao. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng làm cứng thép thông qua một quy trình gọi là Tedusing. Một loại vật liệu thép khác được giới thiệu bởi thương hiệu Seiko đó là Ever Brilliant Steel. Đây là vật liệu thép được cho là sáng hơn so với thép 316L thông thường, xuất hiện trên bộ vỏ của chiếc Seiko Prospect SLA037. Dù không sử dụng quá nhiều kỹ thuật đánh bóng cao cấp nhưng vẻ ngoài của mẫu đồng hồ này rất hoàn chỉnh và đẹp mắt. Và đó là những thông tin mà mình hiểu được về các loại thép. Đừng ngần ngại chia sẻ thêm những thông tin bổ ích ở phía bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Duyên Watch, đại lý ủy quyền chính thức các thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới. Truy cập đồnghoduyen.com để biết thêm chi tiết.